chào tất cả các em. Như các em đã biết, bản chất của hôn nhân là vững bền. Nhưng vững bền không có nghĩa là bất biến, bởi vì có khi hôn nhân cũng chấm dứt. Vậy thì hôn nhân chấm dứt trong trường hợp nào? Và cái hậu quả pháp lý của cái sự việc chấm dứt hôn nhân ra sao? Hôm nay chúng ta cùng tập trung về đây và cùng nghiên cứu cái bài học chấm dứt hôn nhân. Trước hết, để có những cái thông tin hữu ích và có tính tổng quan, chúng ta cần lý giải ba cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, hôn nhân có thể chấm dứt trong những cái sự kiện pháp lý nào? Và khác biệt cơ bản giữa các cái sự kiện pháp lý làm chấm dứt hôn nhân ở đây là gì? Thứ hai, chúng ta cần tìm hiểu cái mục đích nghiên cứu của cái vấn đề quan tâm. Và thứ ba là cái văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cái sự kiện pháp lý làm chấm dứt hôn nhân. Về vấn đề thứ nhất thì tôi xin nói tóm lược như sau. Pháp luật thực định điều chỉnh cái sự kiện chấm dứt hôn nhân thông qua cái sự kiện một bên vợ hoặc chồng chết hoặc một bên vợ chồng ly hôn đều là những cái sự kiện pháp lý làm chấm dứt hôn nhân. Tuy nhiên, có những sự khác biệt nhất định trong cái cơ chế pháp lý này. Ví dụ, đối với cái trường hợp vợ chồng chết tự nhiên thì cái sự khác biệt đối với cái việc chấm dứt hôn nhân do vợ chồng ly hôn đó là cái thủ tục để mà xác định sự kiện vợ chồng chết. Cụ thể, ở cái trường hợp chết sinh học thì đây là cái quá trình chết tự nhiên và cái thủ tục xác định sự kiện vợ chồng chết làm chấm dứt hôn nhân là thông qua cái thủ tục hành chính trước cơ quan đăng ký hộ tịch. Và cái hậu quả pháp lý phát sinh khi cái sự kiện vợ chồng chết có hai cái mối quan hệ cần lưu tâm. Đó là cái quan hệ nhân thân và cái quan hệ về tài sản. Đối với cái sự kiện vợ chồng ly hôn thì đây là cái sự kiện chấm dứt hôn nhân bằng ý chí khi các bên đang còn sống. Chính vì vậy, thể hiện cái mong muốn chấm dứt cái hôn sự phải trước cái cơ quan tố tụng bằng con đường tòa án. Và với cái phán quyết cho ly hôn có hiệu lực pháp luật thì các cái mối quan hệ phát sinh, hay nói khác hơn là cái hậu quả ở đây là gì? Về nhân thân, về tài sản và kể cái quan hệ con cái. Đó là cái vấn đề mà trong cái sự kiện chấm dứt hôn nhân do chết không thể hưởng được. Cái câu hỏi thứ hai là chúng ta nghiên cứu cái sự kiện chấm dứt hôn nhân nhằm mục đích gì? Thông qua cái bài học này các bạn sẽ lĩnh hội được những cái vấn đề mang tính pháp lý về sự kiện chấm dứt hôn nhân. Các bạn sẽ nhận diện được sự khác biệt trong cái sự kiện chấm dứt hôn nhân do cái chết, do ly hôn và cái hậu quả pháp lý phát sinh trong tương lai. Vấn đề thứ hai mà chúng ta lĩnh hội được sau khi nghiên cứu cái bài học này đó là các bạn nắm được cái quy trình thủ tục tố tụng để giải quyết các cái vụ việc ly hôn trên thực tế. Các bạn có thể viện dẫn cái cơ sở pháp luật thực định đã lĩnh hội để giải quyết các cái tình huống phát sinh nhằm bảo vệ quyền lợi cho bản thân, cho cái người thân. Đó là mục đích mà chúng ta nghiên cứu cái bài học hôm nay. Về cái cơ sở pháp lý thì đề nghị các bạn nắm các cái quy phạm pháp luật sau đây. Thứ nhất, luật hôn nhân gia đình. Đây là cái văn bản trọng yếu và chúng ta lưu ý tập trung cái phần chấm dứt hôn nhân từ cái điều 51 đến điều 67. Ngoài ra có thể viện dẫn các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong cái luật này. Ví dụ chương quan hệ cha mẹ con hay là cái chương xác định tư cách giữa các cái thành viên trong gia đình để chúng ta viện dẫn các quy phạm liên quan nhằm giải quyết cái sự việc chấm dứt hôn nhân. Ví dụ bảo vệ quyền lợi của cha mẹ con, ví dụ vấn đề bảo vệ cái vấn đề cấp dưỡng giữa vợ và chồng. Văn bản quy phạm pháp luật thứ hai mà các bạn cần lưu tâm đó là cái thông tư liên tịch 01 năm 2016. Đây là cái văn bản liên tịch của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án nhằm hướng dẫn một số điều khoản của luật 2014. Với thông tư này thì các bạn cần lưu tâm cho tôi cái điều 6 và điều 7. Đó là cơ chế chúng ta có thể tham khảo để giải quyết cái trường hợp ly hôn, xử lý vấn đề tài sản của các bên. Văn bản thứ ba chúng ta không thể bỏ qua đó là Bộ luật Dân sự năm 2015. Cái bộ luật này cho phép các bạn xác định cái quyền ly hôn của con người như thế nào. Và ở đây chúng ta có thể viện dẫn các quy phạm liên quan để xác định cái trường hợp đâu là cơ sở để tuyên bố vợ chồng mất tích, đâu là cái cơ sở để xác định cái điều kiện để yêu cầu tòa án tuyên bố một vợ hay là chồng chết. Cái văn bản thứ tư mà chúng ta cũng cần nghiên cứu được coi là cái văn bản cũng rất là quan trọng. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trong văn bản này, các bạn chú ý cho tôi cái điều 28 và điều 29. Nó đề cập đến cái quyền ly hôn của con người mà cụ thể là việc hay là vụ ly hôn.
vụ án ly hôn hay là việc ly hôn, các bạn có thể tham khảo các cái cơ chế pháp lý tố tụng về vấn đề hòa giải khi ly hôn như thế nào, về vấn đề cái thủ tục tố tụng tuyên bố một người mất tích, tuyên bố một người chết, và đặc biệt chúng ta lưu tâm đến cái cơ chế giải quyết tài sản của vợ chồng khi thuận tình ly hôn. Đây là những quy định mới mà Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành đã cập nhật. Thì ngoài ra chúng ta có thể tham khảo các cái văn bản tương thích, ví dụ luật hộ tịch, nghị định 123 hướng dẫn luật hộ tịch, để có thể đưa ra cái đường lối định hướng cái việc xác định cái quan hệ của các bên sau khi ly hôn chẳng hạn, thì chúng ta ghi chú cái vấn đề hộ tịch như thế nào, hay là sau khi chết thì chúng ta ghi vào sổ hộ tịch cái sự việc tự ra sao. Thì đó là những cái văn bản mà chúng ta cần lưu tâm. Bây giờ các cái nội dung bài học mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất, chúng ta lý giải hôn nhân chấm dứt do vợ chồng chết. Và vấn đề thứ hai là chúng ta quan tâm đến cái việc chấm dứt hôn nhân do vợ hoặc chồng ly hôn. Bây giờ chúng ta lần lượt nghiên cứu các cái nội dung liên quan các bạn. Thứ nhất, chấm dứt hôn nhân do vợ chồng chết. Như chúng ta đã biết, cái quan hệ hôn thú, hôn nhân được xác lập giữa cá nhân với cá nhân trong một cái xã hội dân sự khi các bên thỏa cái điều kiện luật định nhằm hướng đến một cái quan hệ bền lâu, vuông tròn. Chính vì vậy, khi một trong hai bên vợ hoặc chồng chết thì tất yếu hôn nhân sẽ chấm dứt. Vấn đề ở đây là chỗ sự kiện chấm dứt hôn nhân nó xác định trên cơ sở nào, và cái hậu quả pháp lý của cái sự kiện vợ chồng chết thì nó được thể hiện ra sao. Bây giờ lần lượt chúng ta tìm hiểu cái cơ sở xác định sự kiện vợ chồng chết các bạn. Thì các bạn cũng biết rằng thực ra trong một cái xã hội hiện đại, cái quan niệm về cái sống, cái chết, đặc biệt là cái chết và nhận thức bản chất về nó không phải đã đến hồi kết. Tuy nhiên, rõ ràng khi đề cập đến cái chết của một cá nhân thì trong một cái xã hội dân sự, đặc biệt là các cái nhà nước, luôn luôn có cái cơ chế để thừa nhận, không chỉ từ khi một cá nhân sinh ra mà đến khi cá nhân mất đi. Thì thông lệ tư pháp quốc tế cho thấy cái việc các cái quốc gia xác định cá nhân họ chết trên cơ sở cái quy trình cái chết tự nhiên, theo quy luật tự nhiên, và ta dựa vào cái dấu hiệu về mặt y học để xác định. Ngoài ra, để bảo vệ quyền và lợi ích của vợ chồng, của người thứ ba, của xã hội dân sự, pháp luật thực định cũng có cái cơ chế để mà thừa nhận cái chết bằng suy đoán, chết pháp lý. Tôi lấy ví dụ, Bộ luật Tố tụng dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1991, hay là Bộ luật Tố tụng dân sự của Cộng hòa Hòa Liên bang Nga năm 1987, đều có cái cơ chế để thừa nhận cái sự kiện chấm dứt hôn nhân do suy đoán pháp lý khi thỏa các cái điều kiện luật định. Tại sao không? Và vậy thì pháp luật Việt Nam xác định cái cơ chế này như thế nào? Tương tự pháp luật các quốc gia, thì pháp luật thực định Việt Nam xác định cái sự kiện vợ chồng chết theo hai góc độ. Đó có thể là cái chết sinh học, cũng có thể là cái chết pháp lý. Thế nào là cái chết sinh học? Tôi cho rằng vấn đề không còn bàn cãi gì nữa. Khi mà một cái con người chết theo một cái quy luật tự nhiên, và ta nhìn nhận rằng cái khả năng khôi phục cơ chế sinh học trong cơ thể để cho phép cái duy trì sự tồn tại của cái cơ thể không thể phục hồi được, thì coi như là cái chết tự nhiên. Thực ra pháp luật thực định không có cái quy định nào cho phép xác định một cái sự kiện vợ chồng chết. Nhưng trên thực tế, cái cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các cái vụ việc liên quan đều áp dụng cái tinh thần của cái khoa học trên cơ sở cái chết tự nhiên. Thế thì trong trường hợp vợ chồng chết tự nhiên, chết sinh học như vậy, thì theo pháp luật hộ tịch, bên vợ chồng còn sống và người thứ ba hoặc người thương thích có cái nghĩa vụ đi đăng ký khai tử, và giấy chứng tử là cái cơ sở xác định vợ chồng chấm dứt, quan hệ hôn nhân của họ chấm dứt từ đây. Xét ở góc độ mặt dân sự, chúng ta sẽ bàn cùng với cái cơ chế chấm dứt hôn nhân do chết về mặt pháp lý. Vấn đề thứ hai là cái chết pháp lý có cái sự khác biệt nào chăng giữa chết pháp lý với chết sinh học? Về vấn đề này, pháp luật Việt Nam xác định trên cơ sở cái điều kiện thực tế và theo suy đoán, theo một cái thủ tục tố tụng liên quan vấn đề này. Và chúng ta đã có dịp nghiên cứu cái pháp luật về dân sự, và các bạn cũng biết được cái điều kiện cho phép xác định một cái cá nhân chết. Bạn nào có thể cho tôi biết cái tiêu chí, cái điều kiện nào để xác định một cái cá nhân chết theo cái hướng suy đoán pháp lý? Mời em. Dạ thưa cô, là những điều kiện để cho bộ quy định về tòa án tuyên bố một người đã chết trong các trường hợp là sau 3 năm kể từ khi mà tòa án tuyên bố người đó mất tích,
sau 5 năm kể từ khi biệt tích trong chiến tranh và bị tai nạn hoặc là thảm họa thiên tai sau sau 1 năm, biệt tích 5 năm liền trở lên là những điều kiện để cho tòa án tuyên bố một người là đã chết về mặt pháp lý. Cảm ơn em. Ý kiến của em là hoàn toàn phù hợp với cái quy định tại Điều 81 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Đó là ta xác định một cái cá nhân chết trên cơ sở cái sự suy đoán pháp lý. Sau 3 năm từ khi tòa án tuyên bố một cá nhân mất tích, không có cái sự phản hồi cho thấy cá nhân đó còn tồn tại trong xã hội. Sau 5 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, mà không có cái cơ sở để khẳng định cá nhân này còn tồn tại. 5 năm liền trở lên anh đã biệt tích khỏi nơi cư trú. Đây là cái cơ sở để có thể đề nghị tòa án tuyên bố cá nhân nói chung hay là vợ hoặc chồng mình chết. Tuy nhiên, cũng xin nhắc các em rằng là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trở đi, chúng ta cần viện dẫn cái quy định tại Điều 71 Bộ Luật Dân sự năm 2015 để xác định điều kiện để tuyên bố một bên vợ chồng chết. Theo đó, về cơ bản, cái điều luật này nó kế thừa luật của năm 2005. Chỉ có một sự khác biệt mà cần lưu tâm ở cái điểm C khoảng 1 của Điều 71. Cái thời hạn để chúng ta có thể yêu cầu tòa án tuyên bố vợ chồng chết do gặp cái sự kiện thiên tai địch họa, thời hạn được nâng lên 1 năm. Có nghĩa là sau 2 năm từ khi gặp cái sự kiện thiên tai địch họa mà cũng có cái sự phản hồi cho thấy cá nhân đó còn sống, thì đây là cơ sở để tòa án tuyên bố một cá nhân chết theo yêu cầu. Quay trở lại cái vấn đề tuyên bố một cá nhân chết khi thỏa mãn cái điều kiện luật định, thì chúng ta khẳng định với nhau là khi có yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan, kể cả chồng vợ, thì tòa án theo cái thủ tục tố tụng tiến hành thụ lý giải quyết. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tòa án thụ lý đơn, thì tòa phải có tiến hành cái thông báo tìm kiếm trên cái phương tiện thông tin đại chúng ở cấp bộ, cấp chủ quản ở trung ương. Sau 4 tháng từ khi chúng ta đăng phát thông báo tìm kiếm mà không có phản hồi, thì trong vòng 10 ngày tòa án tiến hành mở một phiên họp để tuyên cá nhân vợ chồng chết. Trong cái phán quyết này phải ghi rõ cái thời điểm vợ chồng chết, và khi phán quyết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân gia đình và các cái quan hệ nhân thân khác được xử lý theo quy định của pháp luật. Cái vấn đề thừa kế được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự. Như vậy, chốt lại vấn đề ở đây, khác với cái chết tự nhiên, chúng ta dựa vào giấy chứng tự để xác định thời điểm thì vợ chồng chết. Thì ngược lại, trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ chồng chết bằng một cái phán quyết có hiệu lực pháp luật, thì thời điểm luôn luôn được xác định dựa vào phán quyết này. Và phán quyết này luôn luôn phải có hiệu lực pháp luật. Đó là một cái quy định mang tính nguyên tắc. Điều này tôi cũng xin nhấn mạnh với các bạn rằng, hiện nay Điều 66 của Luật Hôn nhân gia đình chưa thực sự phù hợp với cái cơ chế mà pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật tố tụng dân và pháp luật dân sự đề cập tới. Cho nên cũng cần nhận diện là theo một cái hướng mở ở góc độ tôi tuyên bố một cái cá nhân chết và cái phán quyết này có hiệu lực pháp luật theo đúng quy trình. Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu về cái hậu quả pháp lý của sự kiện chồng vợ chết. Đương nhiên rồi, sẽ bàn đến hai cái mối quan hệ như tôi đã đề cập ngay từ đầu. Hai cái mối quan hệ phát sinh từ cái sự kiện vợ chồng chết trên cơ sở giấy chứng tử hoặc trên cơ sở một cái phán quyết tuyên bố vợ chồng chết có hiệu lực là quan hệ nhân thân, là quan hệ tài sản. Thế nào là quan hệ nhân thân? Là những cái giá trị tinh thần tình cảm mà pháp luật thừa nhận cho các bên chồng vợ họ thực hiện, họ thụ hưởng trong cái quan hệ tương tác. Và khi cái quan hệ vợ chồng chấm dứt bằng cái sự kiện chết này thì đương nhiên quan hệ nhân thân sẽ chấm dứt. Bên còn lại có quyền tái hôn, đúng không ạ? Chắc chắn như vậy rồi. Về cái quan hệ tài sản thì như thế nào? Thì chắc chắn vấn đề này đã được điều chỉnh bởi cái luật hôn nhân và luật dân sự. Luật hôn nhân quy định như thế nào? Khi một bên vợ chồng chết, bên còn lại tiếp tục quản lý tài sản chung của vợ chồng. Nếu có yêu cầu phân chia di sản thừa kế thì tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi. Đó là cái góc độ pháp luật hôn nhân gia đình. Ở cái góc độ dân sự, pháp luật dân sự, chúng ta sẽ giải quyết cái phần tài sản của người chết gọi là di sản thừa kế. Và cái phần di sản này sẽ giải quyết theo cái việc chia di sản theo di chúc hoặc là theo luật pháp, tùy thuộc vào cái ý chí hoặc là không của cái người ra đi. Vậy thì cái vấn đề ở chỗ thì hôn nhân nó có phục hồi không? Và cái thời điểm để xác định cái sự kiện chấm dứt hôn nhân
do chết pháp lý khác với cái trường hợp chấm dứt hôn nhân do cái chết tự nhiên như thế nào? Thì đó chính là hai cái điểm khác biệt mà chúng ta cần lưu tâm. Và tôi nhắc lại đầu tiên là cái điểm khác biệt để nhận diện cái sự chết pháp lý và cái chết tự nhiên. Nếu như cái chết tự nhiên thì chúng ta xác định nó bằng cái thủ tục hành chính và với cái giấy chứng tự của cơ quan chức năng. Thì ngược lại, chết pháp lý luôn luôn tiến hành bằng cái thủ tục tố tụng trước tòa án, và chính cái phán quyết tuyên bố của tòa án là cái cơ sở để xác định cái thời điểm vợ chồng chết. Luôn luôn dựa vào đây các bạn. Mặc dù sau đó chúng ta cũng tiến hành làm cái thủ tục khai tử theo quy định tại điều 34, 35 của luật hộ tịch. Nhưng đối với các cái trường hợp mà chết pháp lý thì chúng ta dựa vào cái phán quyết tuyên bố của tòa án, nó có cái giá trị, có cái ý nghĩa thay thế cái giấy khai tử để cái cơ quan chức năng, cơ quan đăng ký hộ tịch tiến hành ghi nhận vấn đề này. Thì đó là cái điểm khác biệt đầu tiên. Cái điểm khác biệt thứ hai mà tôi cũng xin nhấn mạnh để các bạn lưu tâm, đó là sự khôi phục của hôn nhân hoặc là tài sản trong những cái trường hợp nhất định với cái chết pháp lý. Vậy thì cái trường hợp hôn nhân khôi phục thì các bạn có thể cho tôi biết vì sao hôn nhân khôi phục trong cái trường hợp chết pháp lý, và cái thời điểm hôn nhân khôi phục là lúc nào? Xin mời các bạn. Xin mời em. Thưa cô, hôn nhân có thể khôi phục trong trường hợp vợ chồng chết pháp lý vì phán quyết tuyên bố vợ chồng chết không đồng nghĩa là người đó chết về mặt sinh học. Và khi tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác, thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Cảm ơn em. Ý kiến của em còn thiếu khuyết. Mời ý kiến khác. Có ai có ý kiến bổ sung không? Mời em. Dạ cô, em xin bổ sung ý kiến của bạn là khi tòa án ra quyết định hủy tuyên bố một người đã chết mà vợ chồng của người kia dù chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân cũng có thể không khôi phục được nếu quan hệ hôn nhân đó tòa án đã ra phán quyết cho chấm dứt theo quy định tại khoản 2 điều 56 của luật hôn nhân gia đình. Cảm ơn em. Như vậy thì với cái hai cái ý kiến vừa nêu thì tôi cho rằng đã có một cái câu trả lời thỏa đáng ở đây. Hôn nhân trong trường hợp vợ chồng bị tòa án tuyên chết về mặt pháp lý có thể khôi phục. Vấn đề ở đây là có thể chứ không phải là khôi phục trong mọi trường hợp nha các bạn. Có thể khôi phục. Điều đó có nghĩa là phải thỏa mãn cái cơ chế pháp lý thì hôn nhân mới có thể phục hồi. Cơ chế ở đây là gì? Hôn nhân chỉ có thể phục hồi khi thỏa mãn cả ba cái điều kiện. Pháp luật thực định đã dự liệu tại điều 73 Bộ luật dân sự. Hay cụ thể hơn ở cái khoản 1 điều 67 Bộ luật hôn nhân gia đình. Cụ thể là khi một bên vợ chồng chết trở về và tòa án ra phán quyết hủy bỏ quyết định tuyên chết và vợ chồng còn lại chưa kết hôn với người khác thì về nguyên tắc hôn nhân được khôi phục. Trong trường hợp vợ chồng của người bị tuyên bố chết đã được giải quyết cho ly hôn trước đó thì hôn nhân cũng có thể không được phục hồi. Điều đó có nghĩa là người quay trở về thì vợ chồng của họ chưa kết hôn với người khác, đồng thời các bên cũng chưa được tòa án cho ly hôn theo khoản 2 điều 56 của luật hôn nhân gia đình. Tòa đã ra phán quyết hủy quyết định tuyên chết. Lúc đó hôn nhân của các bên được khôi phục. Khi hôn nhân khôi phục thì tài sản có được phục hồi hay không? Và cái thời điểm khôi phục hôn nhân ở đây là cần lưu ý từ thời điểm kết hôn. Vì sao hôn nhân khôi phục? Thì câu hỏi sẽ được lý giải ở góc độ là cái sự suy đoán pháp lý trong cái chết pháp lý. Việc tòa án ra phán quyết tuyên bố một bên chồng vợ chết không có nghĩa là khẳng định về mặt sinh học người đó chết, cho nên năng lực chủ thể có thể phục hồi. Tòa ra phán quyết tuyên một bên chết là trên cơ sở suy đoán pháp lý theo yêu cầu của vợ chồng hoặc là người có quyền lợi liên quan khi thỏa cái điều kiện luật định. Cho vậy hôn nhân có thể phục hồi khi có căn cứ, và cái thời điểm để khôi phục hôn nhân như đã nói là phải thỏa mãn cả ba cái điều kiện. Thời điểm khôi phục hôn nhân ở đây là từ khi thời điểm các bên đã đăng ký kết hôn. Vấn đề đặt ra ở đây là hôn nhân phục hồi thì tài sản có phục hồi không? Về vấn đề này, một thời gian dài, cơ chế pháp lý đã bỏ ngỏ. Tôi lấy ví dụ, luật 2000, luật 86, luật 559 không bàn đến cái vấn đề khôi phục tài sản. Trong trường hợp này, chúng ta đã viện dẫn quy định của luật dân sự để giải quyết những cái vấn đề liên quan.
Tuy nhiên, viện dẫn cái cơ chế dân sự trong một cái quan hệ hôn sự có tương thích không? Chắc câu trả lời các bạn đã hiểu được, rất là khó khăn. Cái sự bất nhất trong cái đường lối xét xử các cái tranh chấp trong tương lai là không lường. Và một cái điểm son đáng thừa nhận, đáng ghi nhận, gọi là điểm son pháp lý trong cái cơ chế của luật hôn nhân gia đình tài khoản 2 điều 67, đó là ghi nhận cái thời điểm phục hồi tài sản và cái điều kiện cho phép phục hồi. Về cái điều kiện để phục hồi tài sản thì chắc chắn chỉ có thể hôn nhân phục hồi thì tài sản mới có thể phục hồi. Và cái thời điểm để phục hồi tài sản, để khôi phục tài sản là thời điểm khi tòa ra phán quyết hủy quyết định tuyên chết. Tôi cho rằng cái cơ chế này là hoàn toàn tương thích với cái pháp luật dân sự. Bởi vì bắt các bạn hiểu, thời điểm một cá nhân chết là thời điểm mở thừa kế. Đồng nghĩa khi anh bị tòa án tuyên chết thì cái xử lý về vấn đề tài sản đó đã được áp dụng theo quy định của luật hôn nhân gia đình và luật dân sự. Chính vì tôi thừa nhận cái thời điểm phục hồi hôn nhân khi tòa ra phán quyết hủy tuyên chết là tạo ra một cái cơ chế pháp lý không bất nhất là thông thoáng. Mặt khác, nó cũng là cái cơ sở để đảm bảo cái quyền lợi cho cái người mà đã có công tạo lập tài sản trong cái thời gian một bên tuyên chết. Tại sao không chứ? Đây là cái vấn đề liên quan đến cái sức lao động của một cái con người, mà đương nhiên nó không hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào cái khối tài sản chung của vợ chồng. Tôi lấy ví dụ A và B là vợ chồng, tòa án tuyên bố A chết vào năm 2012. Năm 2016 A trở về lấy giả thiết B chưa kết hôn với người khác và các bên đã làm thủ tục hủy quyết định tuyên chết. A B chưa được tòa án giải quyết theo khoản 2 điều 56 của luật hôn nhân gia đình, thì trong trường hợp này hôn nhân mặc nhiên được khôi phục. Vậy thì vấn đề hôn nhân khôi phục thì tài sản như thế nào nó có thể khôi phục? Giả thiết trong trường hợp này vào thời điểm tòa án tuyên chết, tài sản chung của vợ chồng là 1 tỷ. Bây giờ năm 2016 ông A quay trở về, tài sản giả thiết tài sản chung của vợ chồng chưa chia, đương nhiên cái di sản thừa kế cũng chưa được giải quyết, thì nó có thể phục hồi lại cái tài sản ở cái góc độ theo cái ý chí là theo áp dụng quy định của luật dân sự. Riêng vấn đề tài sản mà một bên tạo lập trong thời gian bên kia bị tuyên chết thì như thế nào? Cũng tương tự ở đây tôi đưa lên một cái giả thiết nữa. Giả thiết từ năm 2012, năm 2013 đến năm 2016, người vợ bằng công sức lao động tạo lập được 1 tỷ đồng bằng tiền lương. Bây giờ năm 2016, tháng 6 năm 2016, ông A quay trở về, hôn nhân khôi phục, thì chúng ta cần hiểu cái số tiền 1 tỷ do người vợ tạo lập trong thời gian ông A bị tuyên chết là tài sản riêng. Cái nhận diện này là hoàn toàn phù hợp với cái cơ sở để xác định là thời điểm phục hồi về mặt tài sản khi tòa ra cái phán quyết hủy quyết định tuyên chết. Đối với những cái trường hợp mà hôn nhân không khôi phục thì cái vấn đề tài sản xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cái người bị tòa án tuyên chết mà quay trở về, thì trong trường hợp này cái vấn đề tài sản sẽ được áp dụng cái cơ chế như ly hôn để giải quyết. Có nghĩa là chúng ta viện dẫn cái điều 59 đến điều 64 để xử lý cái vấn đề tài sản của các bên. Mặc dù họ bây giờ là cái công dân với công dân trong một cái xã hội dân sự không có tư cách chồng vợ, nhưng viện dẫn cái cơ chế giải quyết tài sản chung với tính chất là hợp nhất là hoàn toàn thỏa đáng. Bởi vì thực tế bản chất của cái tài sản này nó tài sản chung của vợ chồng và nó hình thành trong thời kỳ hôn nhân, và tính chất của nó là chung hợp nhất, và về nguyên tắc chúng ta chia theo quy định tại điều 59 đến điều 63. Thì đó là xử lý vấn đề tài sản mà pháp luật hiện nay cũng đã dự liệu, tôi cho rằng là hoàn toàn kịp thời mà nó đáp ứng được cái lợi ích của các bên trong cái quan hệ này. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái cơ chế pháp lý chấm dứt hôn nhân do sự kiện chết của một bên vợ chồng. Những cái vấn đề nội dung mà chúng ta cần thống nhất là như sau. Cái sự kiện chết của một bên vợ chồng có thể là cái chết pháp lý, cũng có thể là cái chết tự nhiên. Có sự khác biệt giữa hai cái chết này. Nếu cái chết pháp lý thì chúng ta bàn đến cái sự phục hồi hôn nhân, phục hồi tài sản có thể, thì cái chết tự nhiên là không. Về cái thời điểm xác định cái quan hệ vợ chồng chấm dứt do cái chết, cũng cần lưu tâm đến cái văn bản xác định sự kiện chết này, thời điểm của nó. Đối với cái trường hợp chết tự nhiên, đương nhiên các bạn dựa vào giấy chứng tự để xác định cái thời điểm chồng vợ chết. Với cái chết pháp lý, luôn luôn dựa vào phán quyết có hiệu lực của tòa án tuyên bố một bên vợ chồng chết để xác định quan hệ vợ chồng thực sự chấm dứt từ đây.
Đó là những vấn đề cũng cần lưu tâm. Những vấn đề còn lại của cái cơ chế chấm dứt hôn nhân do ly hôn, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu trong cái tiết học sau. Xin cảm ơn các bạn.